Lúc bây giờ sau khi không còn sợ hãi về tử vong, công kích của Hoàng Tử Tiệt trở nên so với trước kia còn điên cuồng hơn, không có bất kỳ biện pháp phòng ngự nào. Hết thảy sức mạnh đều dùng để công kích. Cách tấn công như vậy thật là đứng sau tự bảo thôi. Trong hỗn độn vô biên, liên tiếp vang lên tiếng nổ đùng đoàn. Hoàng Tử Tiệt hóa thành một đạo cầu vồng màu đỏ hướng tôi hàng đánh tới. Hỗn độn chi khí nơi hắn đi qua đều rối rít nổ lên. Đây là trăm ngàn vạn tiểu thế giới tiểu thiên địa sinh diệt. Năm cường giả bên trên đảo giới như đại tục đạo nhân, thiên trúc quân hay đại trường sinh chủ rối trí tránh lui. Đám đạo giới thượng tam cảnh như đại lý cửu lan chi thì là ngay cả tránh né cũng không tránh kịp, chỉ có thể núp ở sau lưng của thôi hằng. Cầu vòng màu đỏ đụng vào phía trước cách thôi hằng ba thước, liền không cách nào lại tiến tới chút nào nữa. Năng lượng vô cùng kinh khủng nhất thời nổ to lên thật là giống như ở trong hỗn độn khai thiên tích địa. Có vô số hỗn độn chi khí vỡ tan, vô số hỏng bồng khí hiện lên. Ngay sau đó thanh trọc phân ra, thiên địa sơ khai. Chẳng qua là một lần va chạm này lại trực tiếp xuất hiện một hình thức ban đầu của thiên địa mà bản chất của nó so với một phương tiền thổ thế giới thì cao hơn vô số lần. Chỉ đáng tiếc, hình thức ban đầu của thế giới này chỉ tồn tại trong nhánh mắt ngắn ngủi liền biến mất không thấy đâu nữa và lúc này trong mắt của hoàng tử liệt một cái thiên địa hình thức ban đầu như vậy đồng dạng cũng là xương mù có thể dùng để công kích thôi hằng hắn tiện tay ngưng tụ lại liền đem hình thức ban đầu của thế giới này ngưng tụ thành một đạo kiếm quang hướng thôi hằng chém tới đạo kiếm quang này ở khi chém ra lại đồng thời bao phủ tất cả phương vị chung quanh thôi hằng dường như là đồng thời tồn tại ở địa điểm bất đồng vậy. Kiếm quang không chỗ nào không có mặt, có thể đồng thời tiến hành loại công kích đối với vô số loại địa phương. Đây đã là mang theo một chút đặc tính của hóa thần đỉnh phong. Quả thực không hề đơn giản gì. Chỉ có điều, nhiều đặc tính như vậy, ở trong mắt của người hóa thần đỉnh phong chân chính như tôi hằng, chính là bối rìu qua mắt thợ, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới hắn ngay cả hứng thú tránh né cũng không có, mặc cho kiếm quang tựa như không chỗ nào không có mặt chém về phía từng cái phương vị trên người của hắn. Nhưng mà cho đến lúc kiếm quang thật giống như không chỗ nào không có mặt, tất cả đều chém xuống, đều không có thể đột phá khoảng cách thôi hằng cách 3 mét. Càng không cần phải nói là công kích được bản thể của hắn, hoàn toàn đã vô dụng. Tại cường đại đến tình trạng như thế sao? Trong lòng của hoàng tử liệt nghi ngờ mãi không thôi thực tực tôi hằng triển lộ ra lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Mà đang ở lúc hoàng tử điệt chuẩn bị tiến hành công kích lần nữa. Hỗn độn chi khí trùng quanh hắn bỗng nhiên kịch liệt cuộn trào. Trong nháy mắt, điền hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Trực tiếp đem cả người hoàng tử điệt nít ở trong lòng bàn tay. Tiền thiên nhất khí cầm nã công. Mặc dù đây chỉ là pháp thuật ở thời kỳ tiên pháp sở cấp suy diễn ra. Nhưng hắn mức tối đa của uy năng cũng là cực kỳ cao coi như là đối với người tu tiên hóa thần kỳ đỉnh phong mà nói, đây cũng là một môn pháp thuật cường đại vô cùng thực dụng. Thôi Hằng cũng sớm đã đem pháp thuật này tu luyện đến tầng thứ hóa thần kỳ đỉnh phong. Cho dù chẳng qua là tự thân ra tay, hoàn toàn không xúc động bản thân giả, cũng có được lượng đáng sợ, đủ để quấy động vũ trụ đại giới, càn quét hư không hoàn vũ. Vì vậy cho dù Hoàng tử Liệt lần này sau khi sống lại được căn nguyên đại đạo cường hóa, thực lực có tăng trưởng, khi đối mặt với cái bàn tay khổng lồ này vẫn là không có lực phản kháng chút nào hết. Hắn tại chỗ liền bị bóp vỡ, lần nữa nổ thành vô số mảnh vụn. Thân thể cùng thần hồn lần nữa thành chất dinh dưỡng của vô số tiểu thế giới tiểu thiên địa, tiến hành bồi bổ chúng nó. Và lúc này, những người ở chỗ này đều đã chấn kinh đến chết lặng đi. Bất luận là đám người bên trên đạo giới như tục đạo nhân, thiên trúc tình quân hay là trường sinh chủ hay là đám người đạo giới thượng tam cảnh như Lý Cửu Đan Chi, đều đã bị thực lực của Thôi Hằng hoàn toàn thuyết phục. Ở trong lòng của bọn họ, Thôi Hằng đã thành tồn tại không gì không thể rồi. Coi như bây giờ có người nói cho bọn hắn biết, Thôi Hằng thở một hơi là có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ, bọn họ cũng sẽ đối với điều này tin chắc không hề nghi ngờ. Thực lực như vậy, đừng nói là Hoàng Tử Điệt là con nhân hoàng, coi như là nhân hoàng đích thần tới đây cũng khẳng định là không có khả năng thủ thắng. Vì vậy khi bọn hắn thấy hoàng tử liệt một lần nữa từ trong bộ hoang bỏ ra ngoài, tu vi cảnh giới lần nữa đạt được tăng lên, thực lực cũng tiến một bước trở nên mạnh hơn, cũng đã không có bất kỳ lo âu gì. Chỉ ở một bên nhìn chuyện, đồng thời trong lòng suy đoán lần này hoàng tử liệt sẽ chết theo kiểu nào. Quả nhiên, đây là vừa đối mặt, hoàng tử liệt lần này là bị thôi hằng dùng bộ đạo thiên tâm ngũ lùi chính pháp đánh cho chết cũng chính là hình thần cầu diệt không còn tồn tại. Nhưng sau một cái chớp mắt tiếp theo, Hoàng tử liệt lần nữa sống lại. Đại đạo căn nguyên chi lực trên người trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm rõ ràng hơn. Thậm chí bắt đầu đấn át khí thức lực lượng của tự thân Hoàng tử liệt. Điều này cũng ý nghĩa, cảnh giới tu vi của Hoàng tử liệt lấy được thăng hoa trên bản chất. Thực lực càng đà có tăng lên trên biên độ cực lớn. Khi thế uy áp khổng lồ thậm chí để cho đại địa hư ảo tràn đầy phần bộ trong bộ hoang đều rung động ra. Đối mặt với Hoàng tử Liệt trong loại trạng thái này, Thôi Hằng rốt cuộc sử dụng hai tay, một tay đại thiên ma âm hỏa quyết, một tay thiên đôi nguyên tử tiên quang, một lần nữa đem Hoàng tử Liệt đánh cho cả hình thần đều câu diệt. Lần này, Hoàng tử Liệt cũng không có lập tức sống sót lại, mà là hơi chút kéo dài mấy phút, mới chậm rãi từ trong một cái bộ hoang hơi lớn bỏ ra ngoài. Ừ. Thôi hằng thấy cái hoàng tử liệt từ trong bộ bỏ ra, không còn nhíu mày thầm nói. Khi tức sức mạnh thuộc về bản thân trên người của hắn càng ngày càng yếu, sức mạnh của huyết mạch nhân hoàng càng lúc càng bị sức mạnh của căn nguyên đại đạo áp chế. Căn nguyên đại đạo lý lẽ tràn ngập trên mảnh đại địa hư ảo này đã càng ngày càng yếu. Nếu như vậy, thay vì nói là hắn đang thông qua sức mạnh căn nguyên đại đạo để mà sống dậy, chẳng bằng nói là căn nguyên đại đạo đang hướng trên người của hắn rời qua, dựa theo cái tình huống này đến mà xem. Chỉ cần ta không cần giết hắn, để cho sức mạnh của hắn không cần hồi phục. Vậy sớm muộn gì có một lần, hắn sẽ đem tất cả lực lượng của món trí bảo căn nguyên không trọn vẹn này đều tụ tập ở trên người của mình. Để khi đó sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, hắn sẽ trở thành căn nguyên trí bảo hình người, hay là nói sẽ trở thành tài liệu luyện chế căn nguyên trí bảo đây. Hắn mặc dù có thể lấy phương thức như thế mà sống dậy, một mặt cũng bởi vì bản thân hắn năm giữa đặc tính bất diệt của con nhân hoàng trên có thể sống dậy. mặt khác cũng là bởi vì cái tên gọi là quần thiền tôn đó thi triển một loại thủ đoạn đặc thù nào đó đem hắn cùng cái món căn nguyên trí bảo không trọn vẹn này liên hệ với nhau. quần thiền tôn trong lòng của hắn đang suy nghĩ một đợt công kích mới của hoàng tử liệt liền đã tới trước mặt của hắn. một lần này lực công kích lại trực tiếp ẩn chứa sức mạnh của căn nguyên đại đạo so với mấy lần trước phải mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí đã đạt đến trình độ có thể so với sơ nhập hóa thành đỉnh phong. Đương nhiên, đây là tình huống không tính bản thân giả. Đối mặt với công kích như vậy, Thôi Hằng rốt cuộc chính thức đối đãi. Hắn một lần nữa thì triển đạo sinh kiếm. Kiếm quang dứt khoát mà cường đại, trực tiếp cứng đối cứng chém tới, trực tiếp kết thúc một lần mạng sống này của Hoàng tử Điệt. Lần này thời gian Hoàng tử Điệt phục sinh kéo dài lâu hơn, ước chừng qua đến nửa giờ nhưng ngược lại thực lực sau khi sống lại cũng cường đại hơn lại để cho thôi hằng vận dụng ba cái bản thân giả ở một mức độ nào đó thi triển đặc tính không chỗ nào không có mặt mới đưa hoàng tử liệt một lần này chém chết sự cường đại của căn nguyên đại đạo trị lực quả thực là ngoài dự liệu của thôi hằng dù sao bây giờ toàn bộ bản thân giả của hắn cũng mới hơn 100 triệu mà thôi đối phó một tên hoàng tử liệt chưa đến cực hạn lại liền cần vận dụng ba cái điều này làm cho vẻ mặt của thôi hằng trở nên ngưng trọng sau đó hoàng tử điệt lại sống lại hơn 10 lần thời gian chờ phục sinh tăng dần lên thực lực sau khi bỏ ra khỏi bộ hoang cũng càng ngày càng lớn thực lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh cho đến lần thứ 19 thôi hằng thậm chí phải vận dụng hơn 10 ngàn cái bản thân giả mới đưa hoàng tử điệt hoàn toàn giết chết căn nguyên đại đạo chỉ lực nồng nặc cực kỳ kia quả thực để cho thôi hằng cảm thấy kinh hãi rốt cuộc sau khi trải qua ước chừng vài ngày chờ đợi Hoàng tử liệt lần thứ 20 sống lại. Lần này, hắn là ở trong phần bộ lớn nhất của mảnh đại địa hư ảo này bò ra. Căn nguyên đại đạo chỉ lực trên người đã kinh biến đến mức cường đại chưa từng có. Mà vùng đại địa hư ảo kia cũng đã thành hư ảnh nhàn nhạt, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Ở bên dưới anh nhìn chăm chú của linh binh kim đồng của Thôi Hằng, căn nguyên đại đạo chỉ lực ẩn chứa khắp mặt đất đã hoàn toàn không còn nữa toàn bộ đều chuyển tới trên người của hoàng tử liệt. Điều này làm cho cái căn nguyên trí bảo có hình dạng chân chính là con dấu không đành lạng này. Lúc này cũng đã trở nên rách nát không chịu nổi. Ngoài mặt hiện đầy vô số vết rách, phòng phất tùy thời đều có thể phá toái thành bụi phấn. Lúc này hoàng tử liệt đã thành một món căn nguyên trí bảo hình người. Tình trạng của hắn cũng rõ ràng không giống như đại sinh linh bình thường. Ánh mắt trống rỗng, thân hồn huy hoàng gần như biến mất, còn thân đều tản ra căn nguyên đại đạo trì lực vô cùng đậm đà. Cùng với nói là một người, chẳng bằng nói là linh tài hình người, còn là một kiện linh tài tuyệt phẩm giàu căn nguyên đại đạo trì lực, kỳ trần tối cao. căn quỷ dị hơn là, lần này sau khi hoàng tử liệt sống dậy, cũng không có giống như trước, không kịp chờ đợi, hướng thôi hẳn phát động tấn công, mà là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Căn quyền đại đạo trì lực đậm đà cực kỳ, ở chung quanh hoàng tử liệt tạo thành một cây lá trắng, ngay cả hỗn độn hư không đều bị tách ra. Ở bên trong cảm ứng thần thức của Thôi Hằng, lớp lá chắn này cũng vô cùng vững chắc. Hắn hơi phòng trừng, chính mình ít nhất cũng phải vận dụng mấy trăm ngàn cái bản thân giả mới có thể đem hắn đánh nát. Đây chính là lực lượng của căn nguyên trí bảo sao, còn chỉ là một món không trọn vẹn. Trong lòng của Thôi Hằng ngạc nhiên không thôi. Nếu chỉ là căn nguyên trí bảo hoàn chỉnh, kia hẳn là cường đại biết sường nào kia chứ. Chỉ sợ là có thể cùng hóa thần đỉnh phong có 480 triệu bản thân giả sánh vài đấy. Mà khi nội tâm ngạc nhiên, Thôi Hằng cũng đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời khắc chuẩn bị ngành đón cái vị khách có lẽ sẽ tới đó. Với lúc đó, bên trong hỗn độn hư không vô biên, bỗng nhiên đổ tung một tiếng đổ vang như tiếng sấm. Cùng lúc đó, một thân ảnh khổng lồ không biết từ chỗ nào phủ xuống, lại trực tiếp đưa ra bàn tay khổng lồ, vô tới hoàng tử liệt toàn thân là căn nguyên đại đạo chỉ lực. Linh tài của ta đã thành, đa tạ. Thành âm điếc tai nhức óc truyền khắp mảnh hư không hỗn độn này, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều như bị sát đánh ngang tay, không tự chủ được nhìn về phía cái thân ảnh khổng độ kia. Hắn hạ xuống không có dấu hiệu nào, ngay cả tôi hằng đều không thể sớm nhận ra được, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước gì. Mảnh hỗn độn hư không này cũng không có sinh ra bất kỳ dị động dường như là bỗng dưng xuất hiện ở trong mảnh hỗn độn hư không này. Hết sức huyền bí cũng vô cùng dị thường. Ở trong nhận thức của Thôi Hằng, cái thân ảnh khổng lồ này không phải từ bên ngoài tiến vào, cũng không phải vốn là ẩn trốn ở chỗ này, lại không có bất kỳ tung tích có thể truy ra. Thật giống như là từ một thời không khác đột nhiên xuất hiện ở nơi đây vậy. Đây là tình huống hắn chưa bao giờ thấy qua hay gặp qua. Nếu như phải tiến hành phân tích mà nói, ngược lại là có chút giống như tình huống khi bản thân giả mới sinh ra vậy hơn nữa còn là bản thân giả căn cứ và truyền thuyết hoặc là câu chuyện nào đó đản sinh ra không có ngọn nguồn thiết thực vô căn cứ sinh ra quá trình bóng người to lớn này hạ xuống liền tương tự với loại tình huống này đối với thôi hằng mà nói loại tình huống này tràn đầy sự bất ngờ cái thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện ở nơi này giống như được bao phủ bởi một tầng sương mù thật dày căn bản là không có nhìn thấu. Uy năng hắn thể hiện ra cũng cực kỳ khủng bố. Chỉ riêng dự âm sức mạnh khi ra tay bắt đi hoàng tử liệt cũng đã đem mảnh hỗn độn hư không này khuấy động thành một đoàn loạn tung phèo. Những tiền địa mới vừa đàn sinh ra kia cũng đều bị chôn vùi trong nháy mắt. Ngay cả công điện trôi tư lửng ở trong hỗn độn này cũng là kịch liệt rùng chấn, Phản phát bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn vỡ. Uy năng mạnh mẽ như vậy khiến cho chân mày thôi hằng hất lên, nghi ngờ không thôi, thầm nói. Từ dư âm xuất thủ ở nơi này đến xem, toàn bộ tu vi của hắn sợ rằng đã tiếp cận một phần trăm của ta. Hơn nữa, còn không có thể xác định có phải là bản thể hay không. Một phần trăm tu vi của hắn cũng không chỉ tính là bằng cách đơn giản vận dụng trên một triệu cái bản thân giả. Đông đảo bản thân giả đồng loạt ra tay là chia ra, mà trạng thái mạnh mẽ chân chính của hóa thần đỉnh phong nhưng là hợp lại. Mang tất cả bản thân giả đều dung hợp về chính mình một thân, duy ngã duy nhất, mới là trạng thái mạnh nhất của hóa thần đỉnh phong. Bây giờ một phần trăm tù vi mà tôi hàng nói, chính là suy đoán rằng toàn bộ tù vi của bóng người to lớn có thể đạt tới một phần trăm của hắn trong trạng thái hợp nhất. Như vậy còn mạnh hơn so với hắn lúc mới vừa đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa, tư điểm có thể ở trong im hơi lặng tiếng, không để lại bất cứ dấu vết gì mà hạ xuống tới nơi đây, liền đủ thấy thủ đoạn của hắn huyền diệu, tuyệt không phải hàng người bình thường. Đây là một cường địch, cường địch trước đó chưa từng có. Thần sắc của tôi hằng trở nên vô cùng cưng trọng, không chớp mắt, nhìn chăm chăm cái thân ảnh vô cùng khổng lồ đó. Trong mắt đã dâng lên ánh sáng màu vàng óng. Trong con người, hóa thành màu vàng óng kia, đang chưa bộ dáng cái thân ảnh to lớn kia. Linh mình kim đồng. Nhìn táo hư vô, biết rõ bản tướng, coi như là món trí bảo căn nguyên không lành lặn là sảnh tiền thiên đạo giới pháp yến này ở dưới ánh nhìn chăm chú của linh binh kim đồng cũng chỉ có thể hiện hiện ra bản tướng chân thật càng không cần phải nói là cái thân ảnh to lớn thần bí kia vì vậy trong nháy mắt khi ánh mắt của tôi hằng rơi vào bên trên bóng người to lớn kia liền thấy rõ bản chất của bóng người to lớn này càng làm một cái xác không vô cùng to lớn nội bộ của nó rỗng tuếch không có thứ gì hết Đương nhiên bên trong rộng tuếch đây cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Cái thân ảnh to lớn này có uy năng cực kỳ mạnh mẽ. Sở dĩ là trạng thái trống trống là bởi vì bản thể đem cái hóa thân này định thành bộ dạng như vậy. Không sai, cái thân ảnh to lớn lộ ra thực lực cực mạnh này. Thậm chí so với Thôi Hằng lúc mới vừa đột phá đến hóa thần đỉnh phong cũng còn cường đại hơn một chút. Cũng không phải là bản thể mà chỉ là một bộ hóa thân. Sự phát hiện này để lại trong lòng của tôi hằng chợt cả kinh. Chẳng qua là hóa thân thì đến thực trình độ có thể so với một phần trăm tù vi của hắn. Ban thể nên cường đại đến mức nào? Xong tôi hằng rất nhanh lại phát hiện chỗ không đúng lắm. Thông qua linh binh kim đồng thâm nhập quan sát, mặt ngoài cái bóng người to lớn này lại ẩn chứa căn nguyên đại đạo chỉ lực cực kỳ đậm đà, hơn nữa trải rộng toàn thân. Nói đơn giản, bộ hóa thân này chính là do một loại bảo vật ẩn chứa căn nguyên đại đạo trì lực đậm đà diễn hóa ra. Phần đơn tu vi cảnh giới của hắn cũng là đến từ căn nguyên đại đạo trì lực ẩn chứa ở mặt ngoài của hắn, mà không phải là bản thể sáng lập cái hóa thân này. Điều này cũng mang ý nghĩa, mặc dù cái bóng người to lớn này chẳng qua là một bộ hóa thân, nhưng bản thể cũng không nhất định mạnh mẽ như tôi hằng vốn đoán. Thậm chí có khả năng còn không đợi hại bằng cái hóa thân này. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thần sắc ngẩn trước căn quyền đại đạo trì lực đậm đà như vậy, cùng hoàng tử Liệt bây giờ giống nhau y hệt. Ánh mắt cầu thơ hằng nhìn về phía vị trí hoàng tử liệt. Lúc này hoàng tử liệt mà lực lượng cùng ký thức của toàn thân đều bị căn quyền đại đạo trì lực hoàn toàn chiếm cứ, đang mất đi ý thức, chỉ sững sờ đứng ở nơi đó. Cả việc cái bàn tay của bóng người to lớn kia hướng mình chụp tới, đều hồn nhiên không cảm giác ra. Mặt thấy sắp bị cái bàn tay của bóng người to lớn kia bắt đi. Và lúc này tôi hằng ra tay. Đối mặt với một kẻ địch trần tướng cường đại mà tu vi cảnh giới đã nắm giữ một phần trăm so với mình. Thôi hằng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không còn chút nào thương tay. Trong nháy mắt thì có hơn trăm triệu đạo pháp quyết đồng thời bị nạn ra. Ngũ đội thiên tầm chính pháp, đại thiên bà âm hỏa quyết, thiên đồng quyền tử tiên quang, đạo sinh kiếm các loại pháp thuật công kích cường đại được hạ xuống đến khu hỗn độn hư không này với số lượng đếm không hết trong nháy mắt liềm đem tầm mắt của mọi người che phủ đi cũng đem thân ảnh to lớn kia hoàn toàn bao phủ đây là lần đầu tiên thôi hằng ra tay toàn trực sau khi đạp nhập hóa thần đỉnh phong uy năng kinh khủng không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung ra được nổ tung lên ở trong mảnh không gian hỗn độn này cung điện vốn trôi tơ lửng ở trong mảnh hư không hỗn độn này cũng trong nháy mắt liền bị chôn vùi thành hạt cơ bản nhất tan rã vào trong vô tận hỗn độn trì khí hoàn toàn không có vết tích gì cùng lúc đó toàn bộ sảnh tiên thiên đạo giới pháp yến trở nên trên năm xe bảy bất luận là khu vực chỗ đạo giới hạ tam cảnh hay là khu vực chỗ đạo giới trùng tam cảnh hoặc là ở chỗ khu vực đạo giới thượng tam cảnh tất cả đều thừa nhận sự âm của vô số đạo pháp thuật kia của tôi hằng bị mạnh mẽ đánh bể nát trước nhật lầm vào vỡ nát chính là mảnh hư không hỗn độn này. Hỗn độn chi khí vốn vô biên vô tận, ở bên dưới sự công kích của vô số đạo pháp thuật của Thôi Hằng, tất cả đều xảy ra chất biến. Bởi vì món chí bảo căn nguyên không trọn vẹn đó cũng đã mất đi sức mạnh căn nguyên đại đạo. Lá chắn giữa khu vực khác nhau đều không còn tồn tại, tự nhiên cũng biến mất cùng lá chắn ngăn cách ngoại giới. Vì vậy, ở cùng lúc khi hỗn độn hư không lâm vào hoàn toàn vỡ nát, cũng liền cắn nuốt khu vực chỗ đạo giới hạ tam cảnh. Tất cả đều xoắn nát dung hợp lại cùng với nhau. Cuối cùng những hỗn độn chi khí này hoàn toàn bùng nổ, hóa thành vô số hồng bông chi khí, cũng nhanh chóng phần ra âm dương, diễn sinh đại đạo, thôi thúc sinh ra đủ loại kiểu vật chất. Mà quá trình này là trực tiếp phát sinh ở trong vũ trụ tinh không. Biểu hiện thực tế chính là khu vực chung quanh lại bỗng dưng xuất hiện khuếch trường hơn trăm triệu năm ánh sáng. Vật chất cũng được gia tăng, tạo thành từng đoàn tinh vân, tinh hải, tinh tế vật chất nói theo một ý nghĩa nào đó mới vừa rồi pháp thuật công kích của thôi hằng mang tới ảnh hưởng cực kỳ to lớn có thể nói là trực tiếp đưa đến vũ trụ quách trương hơn trăm triệu năm ánh sáng cái chuyện như vậy ở trong mắt của đám người tục tạo nhân thiền trúc quân và trường sinh chủ thật là không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn không cách nào hiểu được chẳng qua sớm từ trước bọn họ cũng đã nhận định thôi hằng là một vị tồn tại vĩ đại không gì không thể đánh nát sảnh tiền thiên đạo giới pháp yến mang vũ trụ tinh không tiến hành quay tán cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Căn cứ vào loại tâm tình này, bọn họ rất nhanh tìm đón nhận thực tế trước mắt. Sau đó nhìn về phía hoàng tử liệt, đứng ở cách đó không xa. Phát hiện ra hắn vẫn là vẻ mặt trở đẫn, ngây ngốc, đứng bất động nguyền tại chỗ. Mà cây tên đưa hắn coi là linh tài, muốn đem hắn bắt đi, bây giờ thì đã không còn tồn tại. Đôi mặt công kích pháp thuật mà thôi hàng lúc trước thi triển, cây tên vừa mới hạ xuống tự tin gấp trăm lần nói ra ba chữ đa tạ rồi. Căn bản cũng không có một chút cơ hội phản kháng, trực tiếp liền tan thành mây khói. Từ đầu chí cuối, hắn cũng chỉ kịp nói trong một câu, liền vì thôi Hằng coi là địch nhân cường đại nhất, nguy hiểm nhất và chém chết. Ở cùng lúc khi mảnh khu vực hỗn độn này đổ tung, Thôi Hằng đã dùng tay áo bào vang hoàng tử liệt cùng với người của hai cái khu vực kia đều cuốn đi để cho bọn họ tránh gặp phải tai vạ toàn bộ quá trình có thể nói là lấy tốc độ cực nhanh và kết thúc. Ở cùng lúc, khi đem tên khách bất tử đó đánh chết đi, cũng là cứu đám người đó đi đi. Chẳng có lúc này biểu cảm trên mặt thôi hằng, lại không có buồn lòng chút nào. Ánh mắt trầm tĩnh như cũ, nhìn xung quanh nơi bóng người to lớn đó tan thành mây khói, tùy thời chuẩn bị động thủ một lần nữa. Tục đồng nhân phát hiện dị trạng của thôi hằng, vội vàng thấp giọng hỏi dò. Đạo huynh, người sao thế, Chẳng lẽ mới vừa rồi cái người kia còn chưa có chết sao? Dĩ nhiên là chưa chết rồi. Tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu. Ngày sau đó kẽ cười nói. Nếu mà đã sống lại, vì sao còn phải ẩn ẩn nấp nấp làm chi? Vừa mới nói xong, chỉ thấy sau lưng của hắn tự động dần lên một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt, liền chém hết tầng tầng hư không, mang bề mặt một chỗ không gian rời đi, bộc lộ ra không gian độc lập bên trong, lóe lên tia sáng kiểm sắc ở giữa không gian độc lập này chảy xuôi căn nguyên đại đạo trì lực cực kỳ đậm đà. Một tâm giang người móp méo đang không cần tụ lại những lực lượng này, cũng từng chút từng chút lần lượt hóa thành hình người. Dần dần căn nguyên đại đạo trì lực tụ tập bên trên giang người càng ngày càng lớn mạnh. Bỗng nhiên, sự toàn thân đều bị kim quang vào phủ lại. Chỉ trong đắt sau, giang người trở thành một người hoàn chỉnh. Các người nam tử toàn thân đều tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, mặc một bộ áo rồng màu trắng, đầu đội vũ ngọc khi chất cao quý này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng người ở chỗ này đối với mặt mũi của người đàn ông này cũng đều hết sức quen thuộc. Chính là cái người mới vừa rồi bông dừng hạ xuống, muốn phải cướp lấy hoàng tử liệt, tụ tập số lớn căn nguyên đại đạo chỉ được kia. Mới vừa rồi, cái thân ảnh khổng lồ kia bị tôi hằng trong ánh mắt chém chết. Dường như cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chẳng qua là mặt ngoài thôi mà ở dưới cảm giác thần thức của Thôi Hằng, có thể rõ ràng mà cảm giác được tình huống của người này. Lúc này căn nguyên đại đạo chỉ lực ẩn chứa trong cơ thể của người này so với lúc trước đã thiếu mất một nửa, thực lực chợt giảm xuống rất lớn. Ngoài ra trạng thái trong cơ thể hắn cũng đã là hỗn loạn tương bừng, đủ đại sức mạnh của đại đạo pháp tắc chuyển lưu khắp nơi, tự hồ là muốn phải thoát ly thân thể của hắn. Bây giờ, cái sự bình tĩnh mặt ngoài này cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Chẳng qua thủ đoạn che giấu khí tức của người này cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường mà nói, người cùng hắn ở cùng một cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng cảm giác được tình trạng chân thật của hắn bây giờ. Trong rất nhiều tình huống, thương thế chỉ cần không bị phát hiện, liền có thể tương đương với không tồn tại. Đối với cường giả thần bí này mà nói, trước mắt chính là cái tình huống này đây. Hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng không thể biểu hiện ra cái trạng thái dị thường gì. Vì về người này là mặt mỉm cười mà từ trong không gian độc lập đi ra. Hắn quan sát trên dưới thôi hằng một ven, tựa như là có chút thán phục mà nói. <laughs> Thì ra thực lực của người mạnh mẽ đến như vậy đã không kém tha rồi. Vừa nói xong, người này cũng không có lập tức động thủ, mà là chậm rãi hướng thôi hằng đi tới, vừa đi còn vừa nói. Nếu đều đàn nửa bước thái sơ cảnh, đạo hữu nên phải biết một cái căn nguyên linh tài như vậy với ta mà nói quan trọng đến cỡ nào. Ta từ vạn cổ trước đây, liền bắt đầu mưu đồ, không biết giả mạo thiên ý hóa thân làm ra dẫn dắt, còn có thể đắc tội với tiền vực trì chủ cùng với nhân hoàng hai vị thái sơ cổ phương này. Nguy hiểm trong đó bao lớn, người hẳn cũng vô cùng rõ ràng. Người này là chứng đạo trì bảo của ta. Sau khi lấy được người này, ta liền có thể chém chết đạo ngã tam thuần, bước vào thái sơ cảnh giới. Xin đạo hữu cho con ngăn trở ta, chết ta thành đạo tật có hậu báo người này trong mấy câu nói ngắn ngủi tiết lộ trong ngoài lượng tin tức cực kỳ lớn Nửa bức thái sơ cảnh thái sơ cổ vương thiện ý hóa thân đào ngã tam thần rõ ràng đều là tin tức cực kỳ bí ẩn thôi hằng ung dung phản nhiên mà nhàn nhạt nói ta có thể giết người một lần liền có thể lại giết người trăm ngàn lần người chết tại sao còn muốn trả giá chứ lần này còn chưa dứt hắn liền nhẹ khẽ đầy đầy mũi tóc ở trên đỉnh đầu của mình nhất thời thì có một mảnh khánh vân to lớn vọt ra. Trong nháy mắt, tiền đem cái tinh không bịt mù này bao phủ lấy. Tự nhiên cũng đem người kia lồng trùng vào trong mảnh pháp tác khánh vân này. Ở sau pháp tác khánh vân, đại đạo pháp tác tất cả đều bị bóp méo bị sửa đổi, biến thành trạng thái có lợi cho chính thôi hằng thôi. Cùng lúc đó, một cái thế giới hỗn độn vô cùng to lớn cũng theo đó mở ra, trực tiếp đến đem người kia vây ở trong này. Ngũ hành hỗn độn tiền đảo càn khôn đại pháp, đạo hữu, người thật muốn như thế sao? Người kia vẻ mặt trở nên ngừng trọng, dường như cũng không muốn cùng Thôi Hằng động thủ. Nói nhảm cái gì thế? Thôi Hằng hư lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, liền có vô số ánh kiếm màu tử kim đếm không hết, từ bên trong pháp tắc khánh phần rời xuống, không chỗ nào không có mặt. Cả được phong toàn cười kia phát động tấn công, đạo sinh kiếm. Ở trong lòng của Thôi Hằng, đối mặt đối với người đã nhận định là cường địch, căn bản không có bất kỳ cần thiết phải nương tay gì. Bất luận đối phương đùa vẫn thủ đoạn gì, hoặc là nói ra điều kiện đãi ngộ gì, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Dù sao, dù ai cũng không cách nào chắc chắn, một cường địch như vậy có hay không có lá bài tẩy gì để cho hắn có có thể ứng phó, hoặc là phía sau có hay không cất giấu cường giả không tưởng tượng nổi gì không. Cũng tương tự, không cách nào chắc chắn, người này bây giờ nhượng bộ là thật muốn phải hợp tác, hay là nói chẳng qua là kế hoãn binh mà thôi. Vì vậy trước hết cứ đem đối phương giết đi mới là đúng lý. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của chính mình. Đối mặt với công kích mãnh liệt của thôi hằng, sắc mặt của người kia trở nên cực kỳ khó coi, nghiêm nghị quát lên. Đúng là tiểu tử cuồng vọng. Cùng lúc đó, tăng quyền đại đạo trì lực trên người của hắn mãnh liệt dâng trào. Đại trọng nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, trở nên là so với trước kia mới vừa hạ xuống mạnh hơn sát ý cũng đang cấp tốc tăng vọt. Ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, vốn cũng không muốn chém ngươi. Ngươi để được voi đòi tiên, tự tìm được chết. Quả thật là vạn cổ năm tháng qua đi, thế nhân đã không nhớ cái tên thiên thanh của ta. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết được, nửa bước cổ vương cũng là cổ vương đấy. Không thể khinh thường, nhận lấy cái chết. Vị cường giả cổ xưa tự xưng là thiên thanh cổ vương này, ôm hận ra tay, uy năng cực độ cường đại căn nguyên đại đạo chỉ lực mềm mồng cuồn cuộn can quét vũ trụ tinh không. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng của hắn điện bao phủ toàn bộ hết thảy hư không, chu vi hơn 10 triệu năm ánh sáng. Thủ đoạn công kích bình thường căn bản cũng không có khả năng đạt tới loại tốc độ này. Chẳng qua đây là sức mạnh của căn nguyên đại đạo, tự nhiên là có chỗ bất đồng rồi. Lực lượng của thiên thành trực tiếp ảnh hưởng quy tắc căn nguyên của vũ trụ. Trên lý luận, phạm vi can thiệp có thể đạt tới vô cùng lớn, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ. Đương nhiên, đây tu vi cảnh giới hiện tại của hắn còn lâu mới đạt tới tầng thứ khủng bố như vậy. Tổng số căn nguyên đại đạo trì lực cũng còn lâu mới đạt tới loại trình độ đó. Song cho dù đã như vậy, cũng để cho tôi hằng cảm thấy kinh hãi không thôi. Y năng lúc này thiên thành triển hiện ra, quả thật đã cùng người tu tiên hóa thần đỉnh phong rất giống nhau. Chỉ là không có chỗ thần dị như hóa thần đỉnh phong không có ngàn tỷ bản thân giả. Đặc thù cũng không chỗ nào có mặt, cũng không có đặc tính hình thần bất thủ, phản kiếp bất diệt. Cơ bản có thể coi là một kẻ cấp độ sức mạnh đã đạt tới hóa thần đỉnh phong, nhưng lại là hóa thần đỉnh phong không có rất nhiều đặc tính thần dị. Đây đã là phi thường cường đại rồi, cũng là võ giả tiếp cận người tu tiên nhất thôi hằng từng gặp cho đến tận bây giờ. Đây cũng là trăm sông đổ về một biển sao. Ánh mắt của thôi hằng thầm thúy trong đồng tử hiện lên kim quang nhàn nhạt, nhạt thầm đói chẳng qua võ giả dường như vẫn luôn có khiếm khuyết ở mặt đặc tính thần dị này từ ánh sáng thần hồn cùng đặc tính thân thể người này đổ ra xem ra ở phương diện bất tử bất diệt sợ rằng chỉ tương đương với trình độ nguyên anh đỉnh phong thậm chí khả năng còn có chút không bằng ít nhất ta không cần đạt tới phản hư kỳ là có thể đưa chân đình của hắn chôn vùi đi đặc tính bất tử bất diệt của người tu tiên cực kỳ mạnh mẽ còn như chẳng qua là Nguyên Anh Kỳ cũng có đặc tính chân linh bất diệt. Ngay cả hóa thần đỉnh phong đều không cách nào chôn vùi chân linh của Nguyên Anh Kỳ. Chỉ có thủ đoạn phản hư kỳ mới có thể làm được thôi. Cái này là đặc tính mà võ giả không cách nào so sánh. Vào lúc này, ngươi lại vẫn dám dò xét ta sao? Thiền Thành cảm giác được ánh mắt của Linh Minh Kim Đồng đợt dẫn trong lòng càng tăng lên, quá cuồng vọng. Cùng lúc đó công kích của hắn đã thành hình, tầng tầng dị tượng sau đó hiện lên sau lưng của thiên thành vỗng nhiên hiện ra một mảnh trời xanh vô cùng quảng đại lại ở trong hư không hỗn độn mà ngũ hành hỗn độn điền đảo càn khôn đại pháp mở ra gắn cưỡng nặn ra một cái to khu vực lớn vô cùng khu vực này mang các loại pháp tắc do thời hằng dùng pháp được diễn sinh ra đều bài xích ra ngoài thậm chí ngay cả sức mạnh của pháp tác khánh vân đều bị tránh ở bên ngoài mà vẹn vẹn chẳng qua là mới bắt đầu thôi ở trong nhánh mắt khi trời xanh thành hình liền có một cái bàn tay khổng lồ phảng phất có thể thâu tóm thiên địa vũ trụ từ bên trong nhô ra hướng ánh sáng tạo sinh kiếm không chỗ nào không có kia mà bắt tới thời khắc này vô số đại đạo pháp tắc trì lực ở trong lòng bàn tay khổng lồ này phun ra nuốt vào vô số tinh hải ở trong đó vừa sinh ra lại mất đi thoáng qua liền tụ tập được uy năng vô cùng kinh khiếp vô cùng cường đại toàn bộ hỗn độn hư không trở nên sôi trào nếu mà cái bàn tay khổng lồ của đạo sinh kiếm cũng xuyên thấu hỗn độn hư không này thì đủ để mang vũ trụ hư không chu vi mấy chục triệu năm ánh sáng đánh cho nát bấy hết thể vật chất bên trong cái phạm vi này đại đạo pháp tắc không gian tất cả đều sẽ bị triệt để hủy diệt tiếng nổ vô cùng kinh khủng nổ tung ở trong mảnh hư không hỗn độn này một đám tồn tại bên trên đạo giới chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị kéo ra ngoài hết thảy cảm giác đều bị tiếng nổ vang kinh khủng này chiếm cứ. Cùng lúc đó, quang mang của đạo sinh kiếm cũng biến thành cường đại hơn bao giờ hết. Ở bên dưới pháp tắc Khánh Vân gia trì, hào quang màu tử kim trở nên càng tàn phá, tàn trại ý vị bất thủ bất diệt, đem trọn cái hỗn độn hư không đều chiếu sáng hẳn lên. Đường theo đây tiếng kiếm treo nặng nề, cái bàn tay khổng đồ từ trời xanh vô ra kia cùng ánh sáng đạo sinh kiếm đụng vào nhau. Vào giờ phút này, năm người tục đạo nhân thiền trúc quân trường sinh chủ đối mặt uy năng như vậy đã không cách nào suy nghĩ đại não đều trở nên trống rỗng quá mạnh đây rốt cuộc là cảnh giới gì tồn tại tầng thứ gì đây vốn dĩ bọn họ còn cho là uy năng mà hoàng tử điệt có sau khi không cần sống lại cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi không kỳ tới vì tồn tại tự xưng nửa bước cổ vương này lại càng còn mạnh hơn trên đời này rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả không muốn người ta biết nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận là nhân vật mạnh cỡ nào cũng không thể là đối thủ của Thôi Hằng. Không có người nào có thể địch nổi vì cường giả không gì không thể này. Sự thật cũng đúng là như vậy. Mặc cho bàn tay khổng lồ từ trong trời xanh kia nhô ra cường đại ra sao, đều không cách nào cùng đạo sinh kiếm quang chống cự lại. Cái bàn tay khổng lồ này cuốn theo vô tận đại đạo pháp tắc chi lực cùng với lực lượng vô số thế giới sinh diệt, toàn bộ đều ngưng tụ vào chung một chỗ nhưng như cũ chỉ có thể ngăn ngủi ngăn cản đạt tấn công của đạo sinh kiếm quang. Ở sau khi hai thứ va chạm, chỉ có thời gian không tới một hơi thở, bàn tay khổng lồ kia liền kịch liệt run rẩy, không còn vững chắc, lảo đảo như muốn ngã. Ngày sau đó, chỉ thấy đạo sinh kiếm quang không chỗ nào không có mặt, trong nháy mắt, đem bàn tay khổng lồ kia nuốt mất, cũng đem nó hoàn toàn nghiền nát, tiêu trừ trong vô hình. Ở cùng lúc khi bàn tay khổng lồ kia bị đạo sinh kiếm quang trảm diệt trời xanh giao đương thiên thanh cũng theo đó phá toái xuất hiện ở một cái lỗ hổng lớn phẳng phất như là trời sập xuống một lần giao phong này thiên thanh hoàn toàn rơi vào hạ phong hắn hai mắt trợn tròn biểu tình trên mặt kinh hãi làm sao có thể hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy hắn không thể nào hiểu được cái tình huống này hắn cảm thấy trên người tôi hằng không có ký thức sức mạnh của thái sở cổ khí liền ý nghĩa không có Trần chính đạt tới cảnh giới thái sơ, không có chân chính trở thành cổ vương. Mà hắn đã đứng ở giai đoạn sau cùng nhất trước thái sơ cảnh, được xưng là được bước cổ vương. Đi về trước nữa, liền là thái sơ cổ vương Trần chính. Tại sao một kẻ rõ ràng không phải là thái sơ cổ vương? Có thể có được thực lực cường đại như vậy, mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy. Chẳng qua trong lòng kiếp sợ thì khiếp sợ, động tác trong tay thiên thành lại không có dừng lại tiếp tục chuẩn bị phản kích. Dù sao đạo sinh kiếm quang ở sau khi đánh tan bàn tay trời xanh khổng lồ kia, cũng không có bất kỳ suy giảm gì, vẫn hướng hắn chém tới. Người này cường đại tới như thế, xem ra không thể đại bảo lưu rồi, chỉ có thể sử dụng món chí bảo đó thôi. Thiên thành đối mặt với đạo sinh kiếm quang sắp chém tới, trong lòng rút cuộc hạ quyết tâm. Món trí bảo đó cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là cực kỳ trân quý, không phải tình cảnh vạn bất đắc dĩ, hắn là không tính vận dụng đâu. Nhưng thực lực tôi hằng bày ra quá mức vượt qua bình thường, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Vui mừng đi, có thể chết ở bên dưới món cổ phương trí bảo này là vinh hạnh của người đấy. Thiên Thành thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mặt mình một trận mơ hồ. Thôi hằng lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái gì? Nụ cười trên mặt Thiên Thành nhất thời cứng đờ ngay cả sức mạnh đang khởi động món chí bảo đó cũng vì đó hơi chậm lại hoảng sợ mà kêu lên làm sao có thể chứ là bài tẩy cất giữ quá sâu chính là không có cơ hội dùng đến thôi hằng khẽ cười một tiếng trực tiếp giơ tay lên hướng thiên thành bắt tới ở dưới ánh nhìn chăm chú của linh binh kim đồng của thôi hằng bất kỳ bảo vật nào của thiên thanh đều không có chỗ nào có thể ẩn giấu căn bản cũng không có khả năng giấu giếm được nó vì vậy từ vừa mới bắt đầu Thôi Hằng cũng biết Thiên Thanh đeo trên người một món bảo vật cực kỳ mạnh. Cái kia là một kiện bình khí đáng sợ, đủ để cho hắn cảm thấy tim của mình hồi hộp. Mặc dù trên bản chất vẫn còn trong phạm vi hóa thần đỉnh phong, nhưng ở trên vật sức nặng, uy năng so với hắn bây giờ mạnh hơn. Sơ lược đoán chừng, sợ rằng đã tương đương với quy mô 480 triệu bản thân giả. Cũng tức là bằng với hóa thần đỉnh phong cực hạn nhất trước khi bước đến con đường phản hư đây là lần đầu tiên tôi hàng gặp đồ vật so với chính mình còn mạnh hơn. Nếu như thiên thành thật thành công vận dụng món chí bảo này, phản động phản kích, như thế thôi Hằng cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là thi triển thiên ma giải thể đại pháp, để cho thực lực bản thân vô căn cứ tăng vọt mười mấy lần, lại thi triển điệp khí trấn bình thuận, suy yếu lực lượng của nó. Cuối cùng thi triển đạo sinh kiếm tiến hành phản kích. Như vậy, liền có thể mang món chí bảo cường đại đó đánh nát đi. Có thể nói đối với tôi Hằng ở hiện tại mà nói, đây mới thật là thủ đoạn dốc hết, hoàn toàn không có giữ lại. Tôi Hằng không cho phép chính mình rơi vào tình cảnh như vậy. Hắn thấy, khi thực lực của mình hoàn toàn không có giữ lại, chính là thời điểm nguy hiểm nhất của mình, quá không có cảm giác an toàn. Vì vậy, hắn sẽ dốc hết sức phòng cửa loại tình huống này. Vậy thì có tình hình bây giờ đây? Lúc trước đạo sinh kiếm quang không chỗ nào không có mặt kia, thật ra thì cũng chỉ là cái nghi bình mà thôi. Vì chính là có thể kiềm chế tất cả tinh thần của thiên thanh, đồng thời đến gần đến bên người thiên thanh, triển khai một đòn sấm chớp để cho đối phương hoàn toàn không có thời gian khởi động món trí bảo đó. Ở trong nháy mắt, khi thôi hằng xuất thủ, hắn thể dùng pháp lực đem liên lạc giữa thiên thanh cùng món trí bảo đó cắt đứt. Cứ như vậy, liền có thể đem một trận nguy cơ tiêu trừ trong vô hình. Mà đối với thiên thanh mà nói, tình hình bây giờ không khác nào sinh tử tuyệt cảnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cổ vương Chí bảo chính mình coi như đá bài tẩy, để không cách nào thúc giục được. Ở nữa, thôi hằng còn có thể bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt của chính mình. Ở dưới khoảng cách gần như vậy, hướng mình phát động sự tấn công. Thôi hằng vươn ra hai cái bàn tay, nhìn như là bình thường không có gì đã. Ở trong mắt của thiên thành, nhưng đã ẩn chứa vô số đại đạo pháp tắc. Dường như mỗi một loại đại đạo mỗi một loại pháp tắc đều đang ngưng luyện ở trong lòng bàn tay của đối phương. Nằm ngón tay cũng thâu tóm từng góc độ chung quanh, để cho người không thể né tránh, không thể trốn đi đâu được. Chỉ có thể cứng đối cứng mà thôi. Đều đang được bước thái sơ, cũng không chân chính thành vương. Ta không tin, ngươi thật sự có thể mạnh hơn ta nhiều tới như vậy. Thiên thành cắn răng rống giận, lực lượng của toàn thân điên cuồng bùng nổ. Càng ngươi đều hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, trên hướng thôi hằng gần trong gang tấc mà vọt tới đáng tiếc công kích cậy mạnh như vậy đối với thôi hằng mà đói là không có ý nghĩa nhất hắn chẳng qua đã đứng tại chỗ trong nháy mắt liền đem mảnh không gian mình cùng với thiên thanh kéo dài vô số lần nhưng bên ngoài khả năng khoảng cách chỉ có mấy tấc trên thực tế đã là cách nhau mấy triệu năm ánh sáng vì vậy bất luận tốc độ thiên thanh đánh tới có bao nhiêu nhanh chóng cũng không thể trong vòng thời gian ngắn công kích được tới thôi hằng chỉ có thể không hạn chế mà vọt tới phía trước, phẳng phất mãi mãi cũng không đạt tới phần dưới cùng. Loại thủ đoạn kéo dài không gian này cũng không tính đầy hiếm lạ, cũng không quá khó khăn. Chỗ trần chính khó khăn, nhưng thật ra là mảnh không gian này mở ra đầy đủ chiều dài, cùng với chiều rộng đủ rộng. Như thời hằng mới vừa rồi trong nháy mắt, mở ra không gian, liền dài đến mấy triệu năm ánh sáng. Thiên thành bay mau hơn nữa, bay mau hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể đến được, chỉ có thể dùng đường cũ quay trở về. Mặc dù thủ đoạn như là hư không đa gì vậy. Nhưng mảnh không gian kia đã tôi hằng mở ra, tự nhiên là có trưởng khống thực tuyệt đối đối với nó. Nếu như thiên thanh tiến hành hư không đa di, như thế trong nháy mắt cũng đã sẽ bị hắn bắt lấy, giam cầm lấy, lâm vào trong trạng thái càng bị động hơn. Thiên thanh hiển nhiên cũng đã biết về điểm này. Vì vậy, hắn cũng không tiếp tục sùng kích về đằng trước, Ma La lùi về phía sau. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn lùi về, bàn tay của tôi Hằng lúc trước nâng lên cũng đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Trong thoáng chốc, sức mạnh vô cùng to lớn bạo phát ra. Thiên Thanh chỉ cảm thấy chính mình phản phất trong nháy mắt, thừa nhận sức mạnh vô số tinh hải đồng thời nổ tung. Lực lượng hủy diệt vô cùng kinh khủng, đưa hình thần của hắn xé trò rách đi. Tân nguyên đại đạo trì lực vốn ẩn chứa bên trên bộ thần xác này của hắn, cùng tất cả đều bị đánh tan, tứ tán và sụp đổ. Cùng lúc đó, một điểm kim quang cất giấu tại chỗ sâu nhất trong thần hồn của hắn, từ trước tới nay cũng bị thôi hẳn bắt được, cũng thừa dịp lần công kích này đem hấp thu vào giữa lòng bàn tay. Không thể nào. Thiên thành như muốn kêu lên, nhưng hắn bây giờ đã hình thần câu diệt, chỉ còn lại có trần đình lưu lại, căn bản là không phát ra được âm thanh nào. Vào lúc này, hắn cũng biết mình đã bị vùi sâu vào tuyệt cảnh vì vậy đập tức thúc giục Trần Đình chạy trốn, cố gắng rời đi nơi đây. Nhưng dù cho hắn ở trong thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể chạy ra khỏi hư không hỗn độn. Cho dù ngũ hành hỗn độn tiền đạo cản khôn đại Pháp được mở ra, càng không cần phải nói, bây giờ chỉ còn lại một trạng thái Trần Đình mà thôi. Thiên thành sau khi phi độn một lát, trong hành hỗn độn hư không này, chỉ có thể bắt đắc dĩ buông tha dự định chạy trốn. Sau đó trơ mắt nhìn thôi hẳn, đem một điểm kim quang kia cướp đi lúc này thôi hằng đã đem bàn tay thu hồi một điểm kim quang nhếp ra từ chỗ sâu nhất trong thần hồn của thiên thanh đang trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay trong đó mơ hồ có thể thấy được đường nét của một tòa tiểu tháp đây chính là trí Chí bảo người coi như đá bài tẩy sao thôi hằng nhìn về phía vị trí trần đình của thiên thanh khẽ cười nói với trạng thái như vậy cũng không quá dễ giao lưu rồi ngay sau đó hắn liền nâng tay trái lên hướng vị trí trần đình của thiên thanh nhẹ nhàng chỉ ra một cái. Nhất thời trong mảnh hư không hỗn độn này liền nổi lên tầng tầng rung động. Vô số đại đạo pháp lý cùng với hỗn độn chi khí hội tụ. Trong nháy mắt, thiên thanh liền khởi tử hồi sinh. Xong, cùng khởi tử hồi sinh trước kia bất động, thiên thanh cũng không có khôi phục lại trạng thái trước khi hình thành câu diệt, chỉ tiêu loại tu vi bên trên đạo giới phổ thông, còn không bằng tu vi của tục đạo nhân. Đây là bởi vì lúc trước tu vi cảnh giới của thiên thanh thật ra thì đều đã do căn nguyên đại đạo chỉ lực mang đến. Mới vừa rồi khi Thôi Hằng đem hình thần đả diệt, những thứ căn nguyên đại đạo chỉ lực kia cũng theo đó sụp đổ. Bây giờ tất cả căn nguyên đại đạo chỉ lực sụp đổ đều đã bị Thôi Hằng dẫn dắt tiến vào trong cơ thể Hoàng Tử Liệt. Tự nhiên không có khả năng trở về đến trong cơ thể của Thiên Thanh. Nhưng cho dù đang như vậy, cũng để cho Thiên Thanh kinh hãi không thôi, sợ hãi nói. Thủ đoạn cài từ hồi sinh như vậy, đây là cái bí thuật gì người rút cuộc là có lai lịch gì? Bây giờ cũng không phải là lúc người đặt câu hỏi với ta. Tôi hàng khẽ gật đầu một cái rồi lại nói. Ngày sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Kim quang trong lòng bàn tay, nhất thời trở nên vô cùng sáng chói. Tiếp theo, liền thêm một tòa bảo tháp chín tầng màu vàng xoay tròn hiện hiện ra. Tiên thanh nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh nghi bất định mà nói. Người cũng nắm giữ phương pháp khởi động món trí bảo này ư hắn vẫn còn cho đà, chỉ có mình có thể thúc giục món trí bảo này thôi. Cửu trọng kim quang tháp, đây chính là danh sừng của bảo vật này phải không? Tôi hằng nhìn về phía thiền thành, mỉm cười nói, ta cũng có chút lời muốn hỏi ngươi, ngươi đi theo ta đi. Cái tên thiên thanh này là lịch quá mức thần bí, không chừng gặp qua nhân vật mạnh mẽ gì đó. Trong trí nhớ, có thể giữ lại dấu ấn của bọn họ, cũng không thích hợp trực tiếp sưu hồn. Như vậy, có thể gọi là quá mức mạo hiểm ta cửu trọng kim quang tháp này mặc dù đã cường đại, nhưng dù sao chẳng qua là vật chết, không phải là linh bảo tự mình ra đời ý thức. Mà ở dưới tình huống bình thường, để thủ đoạn thần dị của người tu tiên, thu phục một món bảo vật vô chủ so với chính mình còn mạnh hơn cũng không phải là chuyện gì rất khó khăn. Càng không cần phải nói tôi hằng còn đặc biệt tu luyện nhiếp khí trấn bình thuật nhằm vào pháp bảo và bình khí. Nhưng theo như thiên thành thấy, đây cũng là một chuyện khó mà tin nổi hoàn toàn không cách nào hiểu được ở trong nhận thức của hắn bất luận kẻ nào cũng không thể thu phục một món bảo vật so với tự thân cường đại hơn nhiều hơn nữa bảo vật càng cao cấp loại tình huống này lại càng rõ ràng hơn nếu như không phải là được cường giả mạnh hơn ban cho bảo vật như vậy nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc thù cầu thông linh tính, tính ẩn chứa trong bảo vật để cho sức mạnh của chính mình từng chút một thích ứng với bảo vật mới được quá trình này cần phải trải qua thời gian rất dài. Cuối cùng thì bảo vật thành lập được liên lạc trình độ nhất định, liền có thể vận dụng một phần sức mạnh của bảo vật, thúc giục bảo vật thi triển uy năng. Chỉ có bảo vật cùng tầng thứ tự thân tương đương, hoặc là còn không mạnh bằng tự thân mới có thể bị hoàn toàn thu phục cùng luyện hóa. Thẳng cho đến khi bị tôi hằng mang theo tới một chỗ khu vực hỗn độn không người, thiên thành mới miễn cưỡng tình hôn, nhưng trong lòng như cũ tràn đầy nghi ngờ hắn bất luận như thế nào đều không thể hiểu được. Thôi Hằng bằng cách nào trực tiếp đem cửu trọng kim quang tháp cướp đi. Càng không biết Thôi Hằng tại sao có thể dễ dàng như vậy Điền biết được tin tức về món bảo vật này. Chẳng lẽ hắn vốn cũng biết món bảo vật này sao? Nhưng cho dù đã như vậy, hắn lại là bằng vào cách nào ở trong thời gian ngắn của như thế cùng món chế bảo này thành lập được liên lạc đây? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Đang suy nghĩ cái gì thế? Và lúc này, thanh âm của tôi hằng truyền tới. Hắn mặt mỉm cười, mà do hỏi. Khuôn mặt vẻ mặt hơi nghi ngờ, là không thể nào hiểu được ta tại sao có thể dễ dàng như thế, cướp đi chỉ bảo người coi là lá bài tẩy phải không? Sắc mặt thiên thành hơi thay đổi một chút, nhưng cũng không nói câu nào. Hỏi như vậy, nhưng thật ra là thuộc về hành động trực tiếp, bóc vào vết xẻo đấy. Chẳng có thôi hằng nói như vậy, nụ cười trên mặt hắn rất nhanh biến mất, ánh mắt cũng biến thành trầm tĩnh, nhàn nhạt, nhạt, nói. Thật ra thì ngươi không cần phải nghi ngờ. Thủ đoạn như vậy, người vĩnh viễn sẽ không biết, cũng chưa cần phải biết đâu. Tiếp theo, ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là đơn giản ta hỏi người đáp. Biết chính là nói rõ ràng, không biết liền nói là không biết, chứ có giờ trò bịp bợm. Người nếu mà giờ trò bịp bợm, ta nhưng là có thể trực tiếp liền phát hiện ra đấy đột nhiên thanh âm một thôi hằng khác từ bên khác bay ra càng là một người trẻ tuổi đang khiếp mắt cảnh cáo Thiên thành Về ngoài tướng mạo của người này sinh bệnh khí thức cấu tạo cơ thể cùng thân hồn vân vân các thứ đều cùng thôi hằng không có bất kỳ chỗ tương tự nào trên thực tế nhưng là bản thân giả của thôi hằng mà cùng thôi hằng đồng thời tồn tại ngay sau đó lại có một người trẻ tuổi khác xuất hiện ở chỗ đây đông dạng nhìn chằm chằm thiên thành trầm giọng nói ta cũng sẽ ở một bên mà nhìn xem. Hy vọng người không giở trò bị bộm gì. Cứ như vậy, lần lượt bản thân giả xuất hiện, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú vào thiên thành, nói lời tương tự nhau để cho hắn không thể giở trò bị bộm gì. Đồng thời, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chăm và cảnh cáo, nhất thời tiền tạo thành áp lực to lớn trong lòng của thiên thành. Đương nhiên, khẩn quân áp lực này cũng không phải là những bản thân giả này cảnh cáo, mà là tới từ thực lực của bọn họ từng cái bản thân giả đều tản ra khí tức sức mạnh cùng độ mạnh của thôi hằng giống nhau loại cảm giác này liền vô cùng kinh khủng rồi tiên trưởng xin hỏi ta nhất định sẽ không sợ trò bịt bợm chứ thiên thánh bắt đắc sĩ lựa chọn cúi đầu một bực cùng kính nói sau khi thấy được thực lực chân chính của thôi hằng còn những hắn không tin như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể thừa nhận người trước mắt này quả thật nắm giữ thực lực vượt qua nửa bước thái sơ cảnh Việc phần có hay không đang đạt tới cảnh giới của thái sơ cổ vương con chưa có biết được. Nhưng điều này, đối với hắn mà nói, ý nghĩa không có lớn. bất luận đã phải hay không phải, hắn đều không có đường sống phản kháng. Hơn nữa, vì cương giả thần bí này không có lựa chọn sưu hồn, hắn thấy cũng nào may mắn cực lớn. Nếu đã lại ôm lòng phản tiếp, vậy thì kết quả nó không chừng so với bây giờ còn muốn thảm hơn. Thực lực còn mạnh hơn nữa, cảnh giới còn cao hơn nữa cũng phải cần thức thời thôi chỉ có điều vấn đề thứ nhất thôi hằng hỏi liên để cho thiên thanh cảm thấy hết sức ngoài ý muốn mang phương pháp tu luyện của ngươi cùng với tâm đắc tu luyện nói cho ta biết thôi hằng trầm giọng ra lệnh hắn cũng cảm thấy muốn biết rõ ràng nguyên do một chuyện tầng sâu thì nhất định phải trước tiên đem phương pháp tu luyện tầng cấp này biết cho rõ ràng dù sao đại đạo tri tranh thường thường đang mâu thuẫn chủ yếu nhất của tầng thứ cao, cũng là mở đầu căn nguyên nhất của rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện nhìn bề ngoài hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Khi rõ ràng đường hướng phương pháp tu luyện rồi, liền sẽ trở nên sáng tỏ thông suốt. Thiền thành đối với câu hỏi này của Thôi Hằng thật là bất ngờ. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy, muốn phương pháp cùng tâm đắc tu luyện của hắn có ích lợi gì? Chẳng qua, hắn cũng không có lộ ra loại nghi ngờ này. Đúng sự thật, mang phương pháp cùng tâm đắc tu luyện của mình giao cho Thôi Hằng. Thì ra, đạo giới thật sự chỉ có chiến cảnh thôi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Điều này có chút không ngờ tới. Trước đó, hắn từng suy đoán đạo giới có thể hay không cũng có 12 cảnh, tự nhiên trần giới cùng thiên giới khi trước. Cái gọi là bên trên đạo giới, thật ra thì chính là đạo giới để thập cảnh, để thập nhất cảnh, để thập nhị cảnh. Nhưng trong phương pháp tu luyện này của thiên thành, rõ ràng miêu tả tầng thứ đạo giới cũng chỉ có chiến cảnh thôi bên trên đạo giới là một cái cảnh giới đặc thù đơn độc được đặt tên là đạo thăng trì cảnh ý là ở trên căn bản đạo giới đỉnh phong nhất làm ra thăng hoa vì vậy cảnh giới này cũng liền bị tục xưng là bên trên đạo giới trên đạo thăng trì cảnh chính là đạo ngã trì cảnh là sau khi tu luyện tới bên trên đạo giới đỉnh phong nhất đối với thế giới tinh thần của mình tiến hành tự mình phân tích phân biệt ra tam thần thiện ngã, ác ngã và đạo ngã. Chỉ cần mang tam thần này đều chém hết, liền có thể đạt được uy lực siêu thoát trên vũ trụ pháp tắc, bước vào một cái cảnh giới cao vời không thể tưởng tượng nổi, thái sơ cảnh. Ở trong phương pháp tu luyện của thiền thanh, miêu tả đối với thái sơ cảnh vô cùng sai lệch, cơ bản đều đạt thủ đoạn đồ kiểu đời ca tụng. Như là cái gì mà không có gì không thể, không chỗ nào không biết, siêu thoát bên trên vũ trụ ngự trị ở bên trên pháp tắc, các loại lời nói hình dung này đây. Đầu tiên cậy có thể nói vì thường thấp. Người tu luyện bình thường cũng không thể tin tưởng những từ hình dung này. Trần chính có thể dùng đến tham khảo hình dung, chính là thái sơ cảnh có khả năng biết rõ căn nguyên đại đạo của vũ trụ, nằm giữ bí ẩn ban đầu nhất của cái vũ trụ này. Cũng là bởi vì như thế, xem xuống đạo ngã tam thần liền cần bảo vật ẩn chứa căn nguyên đại đạo trì lực làm vật trung gian, cho đến khi chém hết tam thần lại hợp quy nhất thể liền có thể đột phá đến thái sơ cảnh ở trong nhận thức của thiên thanh tồn tại thái sơ cảnh bị gọi là cổ vương ý là vương giả hiểu rõ căn nguyên cổ xưa của vũ trụ mỗi một vị cổ vương cũng có uy năng không thể địch nổi cũng là tồn tại cực kỳ thừa thớt ở trong nhận thức của thiên thành bên trong cái vũ trụ mịt mờ rộng lớn vô biên này chỉ có ba vị cổ vương mà thôi viễn cổ nhân hoàng tiền vực trì chủ và cựu U Ma Hoàng. Hắn không thể chắc chắn, trừ ba vị cổ vương này ra, có hay không còn có những cổ vương khác. Dù sao, coi như là ba vị này cũng đã là truyền thuyết trong thiên đại rất xưa trước kia. Viên cổ nhân hoàng cùng cựu U Ma Hoàng còn có một ít cường giả bên trên đạo giới từng thấy, mà tiên vực chi chủ căn bản cũng không có bất luận kẻ nào gặp qua. Nếu không phải trong lục đại tiên vực trước đây, có không ít di tích của tiên vực chi chủ vì cổ vương trong truyền thuyết này có thật sự tồn tại hay không đều là một chuyện không thể biết được. Từ những biểu tả này đến mà xem, cái gọi là thái sơ cảnh đã đến gần phần giới cùng của tu luyện võ đạo trăng. Thôi hằng khẽ nhíu mày, trừ phi đã còn có tiêu chuẩn không gian tầng cấp cao hơn. Cảnh giới tu luyện có hay không đi đến con cuối con đường. Hắn thấy chủ yếu có thể thông qua hai điểm tiến hành phân tích. Một trong số đó dĩ nhiên chính là miêu tả Đối với đặc thù của bản thân cảnh giới, nếu như đặc thù thực tế của cảnh giới này đạt tới mức độ không thể tăng lên, tự nhiên tiền đi đến cuối của con đường rồi. Hai chính là tồn tại bước vào cái cảnh giới này là có mấy thứ hạng. Hơn nữa, không phải thông qua khoảng cách thời gian và không gian tiến hành hai tầng tham khảo. Nếu như từ cổ chí kim, toàn bộ vũ trụ đều không có một ai đạt tới cái cảnh giới này, vậy cái cảnh giới này có thật sự tồn tại hay không? đều cần sự suy xét. Tự nhiên cũng coi là đạt tới phần dưới cùng. Sự theo cách nói của thiên thành, năm xưa phạm vi của vũ trụ hư không lục đại tiên vực bao trùm, không sai biệt lắm, là 120 tỷ năm ánh sáng. Từ lúc viễn cổ nhân hoàng biến mất đến bây giờ, cũng đi qua một tỷ năm trở lên. Ở bên dưới tiêu chuẩn không gian cùng với thời gian như vậy, chỉ xuất hiện ba vị thái sơ cổ vương, chỉ có ba vị thôi. Số lượng ít như vậy làm sao tránh vào cảnh giới cao hơn chứ? Còn có cảnh giới cao hơn sao? Đương nhiên hư không vũ trụ mà lục đại tiền vực bao trùm cũng không phải là toàn bộ vũ trụ. Phạm vi 120 tỷ năm ánh sáng cũng còn lâu mới đạt được đến mức độ nhất định của vũ trụ. Ở bên ngoài phạm vi càng rộng lớn hơn, nhưng cho dù là bên dưới trời sao quảng đại như thế, lại có thể ra đời bao nhiêu thái sơ cổ vương đây. Xong, đều đã đến gọi tầng cấp cảnh giới này, làm sao vẫn không có tin tức liên quan tới tiền vương cùng hùng thú chứ? Đây cũng đã gần đến phần cuối của tu luyện võ đạo rồi. Người biết hùng thú không? Thôi hằng hướng thiên thanh dò hỏi. Hùng thú ư? Thiên thanh nghe vậy sững sờ. Ngay sau đó trên mặt lộ kinh hoàng sợ hãi nói. Ngài, ngài là chỉ những thuần huyết hùng thú lấy thanh địa làm thức ăn. Bao giờ cũng đang cắn nuốt vũ trụ sao trời hay sao? Ồ, Thôi hằng nghe vậy trên mạch hơi nhíu trầm giọng nói. Nói tỉ mỉ ta nghe xem nào. Vâng vâng. Tiên thanh gật đầu nói. Hùng thú có lai địch vô cùng thần bí. Nghe nói là ở thời đại tiền vực trì chủ còn ở đây, thì chúng bỗng nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ này. Những hùng thú này dáng vóc vô cùng to lớn, thân thể chiều dài phổ biến đều phải trăm triệu năm ánh sáng. Chúng nó tung hoành vũ trụ, cắn nuốt tinh hải. Trong vũ trụ bất luận cái gì đều là thức ăn của bọn chúng hùng thú có thực lực cũng vô cùng cường đại. Cho dù là nhỏ yếu nhất, đều có thực lực chém xuống đạo ngã nhất thần. Còn mạnh nhất, thậm chí có thể cùng thái sơ cổ vừng chống đỡ được. Nếu như mặc cho hùng thú tàn phá tiếp, toàn bộ vũ trụ đều phải lâm vào tai họa ngập đầu. Truyền thuyết cuối cùng là tiên vực chi chủ dùng hết thảy thủ đoạn, mang những thứ hùng thú này phong ấn đến một nơi thời không dị độ thần bí. Vậy mới khiến cho vũ trụ khôi phục bình thường, không có bị đám hùng thú hoàn toàn thôn vệ. Nhưng điều này cũng tạo thành một cái kết cục thảm hại, chính là về sau, cựu ma thần xâm phạm. Dị độ thời không mà tiên vực chi chủ phong ấn hùng thú, thật ra thì chính là cựu U. Người đầu tiên bờ ra kẽ hở giữa cái vũ trụ này cùng cựu U, chính là tiên vực chi chủ. Nghe nói bây giờ, đông đảo cựu U kẽ hở còn sót lại, liền có một bộ phận rất lớn là lưu lại ở năm xưa khi tiên vực chi chủ phong ấn hùng thú. Bỗng nhiên xuất hiện, đốt cắn vũ trụ sao? Thôi hằng nghe giải thích liên quan tới hùng thú, chân mày không khỏi nhíu lại. Hùng thú không có bất kỳ tinh trí, hành động duy nhất chính là cắn nuốt vũ trụ. Nhưng thấy ý nghĩa, loại sinh tinh này tồn tại là cái gì? Chính là vì đơn thuần cắn nuốt vũ trụ, hủy diệt vũ trụ, để cho hết thảy về đại hư vô ư. Cái thứ đồ chơi này thật sự đã tự nhiên đàn sinh ra sao? Còn cầu U Dựa theo thiên thanh biểu tả, cầu U hẳn là một cái thế giới độc lập, vốn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Ở niên đại đất xưa lúc trước, cầu U cùng vũ trụ này đã không đồng thời xuất hiện, cũng không có tồn tại những chuyện cầu U ma thần tập kích. Là bởi vì ban đầu tiên vực chi chủ vì bảo vệ phương vũ trụ này, lúc này mới mở ra lối đi giữa vũ trụ cùng cầu U này, thành lập liên lạc, cùng đem hùng thú phong ấn vào trong đó, bên trong cửu u là tình huống gì người có biết không thôi hằng lại hỏi liên quan tới cửu u ta không có hiểu nhiều thiên thành lắc đầu nói ta chỉ biết bên trong đó hẳn là cùng trạng thái với vũ trụ này vô cùng rộng lớn về quy mô có thể cùng cái vũ trụ này của chúng ta tương đương thậm chí có khả năng càng to lớn có vô số nền văn minh cũng không phải là thế giới cá thể đơn độc đây không phải là một cái vũ trụ khác sao trong lòng thôi hằng ngạc nhiên không thôi. Trước đó, hắn vẫn coi cửu U là một thế giới cường đại đặc thù. Bây giờ nhìn lại dường như cũng không phải là cái bộ dạng này. Cửu U so với trước kia hắn nghĩ phải khổng lồ hơn rất rất nhiều. Nhưng người có biết tiền vương không? Thôi hằng lại hỏi. Nếu thiên thành đối với cửu U hiểu rõ cũng không nhiều, vậy thì không cần ở bên trên cái đề tài này lãng phí thời gian nữa. Đối với hắn mà nói, vẫn là càng muốn hiểu được tin tức liên quan tới tiền vương. Đây là cảm giác ngọn nguồn nguy cơ, một mực bao phủ trong lòng hắn từ khi xuyên qua đến cái thế giới này tới nay. Thời không tiên hiệp cao cấp, tiền vương tung hoành, hùng thú vô số. Hệ thống phán định với cái thế giới này để cho hắn thật cẩn thận đến nay. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội hỏi thăm tin tức liên quan tới tiền vương. Tiền vương ư. Thiên thanh nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc trầm ngầm chốc lát rồi nói. Ngài là chỉ vị tiên vực trì chủ sớm đã biến mất kìa sao? Hắn là cảnh giới thái sơ cổ vương, lại là chúa tể lục đại tiên vực, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất thời đại kia. Nếu mà đem hắn gọi là tiên vương, chắc cũng là không thành vấn đề. Không không, ta là nói danh sưng hoặc là tôn sưng của một cảnh giới đơn độc. Thôi hằng khe khẽ lắc đầu trầm giọng nói. Ở trong trí nhớ của người có xuất hiện qua cái cảnh giới hoặc là sưng hô tương tự hay không? hẳn là không. Thiên Thành há mồm trả lời, nhưng lại ngay cả một câu nói đều chưa nói xong, liền hơi dừng lại. Cả người đều ngẩn người ra, không có nhúc nhích. Cùng lúc đó, trên người của hắn bỗng nhiên hiện ra một câu khí thức kinh khủng vô cùng cường đại. Uy áp cũng trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu vạn lần. Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, trên vẻ mặt và ánh mắt của Thiên Thành cũng đều xảy ra biến hóa long trời lở đất, giống như đã trực tiếp đổi thành một người khác vậy cảnh giác trong lòng thôi hằng nhất thời đại thịnh chỉ cảm thấy thiên Thành đứng ở trước mặt mình trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ thêm rất nhiều lần không có dấu hiệu nào vô cùng đột ngột lúc này thiên Thành giống như là bị tồn tại thần bí nào đó bám vào người mình vậy con người đều trở nên trống rỗng đứng ở nơi đó dùng một loại thanh ngầm hết sức kỳ lạ nói tiền vương cái tiếng sừng hồ này thật là hoài niệm đó nha đã quá lâu quá lâu không có ai gọi như vậy người tuổi trẻ lai lịch của người hẳn là vô cùng bất phàm giúp ta một chuyện người thấy thế nào cường địch đúng là cường địch rồi so với thiên thành trước kia mạnh hơn gấp 10 lần trở lên với thực lực như vậy đã tại bên trên tầm cỡ đạt tới gần giống với hắn thậm chí là đến mức giống hắn đây là cường giả thôi hằng chưa bao giờ từng gặp phải là tồn tại có tầm cỡ gần tương đương với mình mà hắn lần đầu tiên gặp được mặc dù chỉ đạt tầm cỡ tương đương nhưng thực lực cụ thể như thế nào vẫn là phải xem thủ đoạn cụ thể đối phương nắm giữ. Cũng chưa chắc có thể nắm giữ nhiều loại tiền pháp hơn chính hắn. Nhưng để cho ổn thỏa, hắn vẫn làm xong chuẩn bị tùy thời trốn vào trong động thiên. Dù sao, trường mặt phủ xuống chẳng qua là một đạo ý thức mà thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tôn Anh nhé. Tôn Anh xin chân thành cảm ơn.